Sáng ngày 16 tháng 4, Tổng Công ty Khoáng sản diễn ra hội nghị công bố quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản TKV. Theo đó, với việc đáp ứng các điều kiện tại quy định 113 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tại quyết định 176 ngày 26 tháng 1 năm 2024, Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản TKV đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Việc được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Tổng Công ty thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cũng như những năm tiếp theo. Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản TKV đồng thời công bố và trao quyết định thành lập chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty.